Bảo Thy hé lộ tính cách thật của ông xã doanh nhân sau 4 năm sống chung một nhà. Trên trang cá nhân, Bảo Thy đã đăng tải khoảnh khắc cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Đáng chú ý, trong dòng trạng thái đính kèm, nữ ca sĩ đã để lộ tính cách thật của ông xã sau 4 năm sống chung một nhà. Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy đã đăng tải hình ảnh đầy tình cảm cùng ông xã doanh nhân vào dịp kỷ niệm 4 năm kết hôn. Đính kèm theo đó là dòng trạng thái, nhanh thật mới đó mà đã về chung một nhà để nhây và cãi nhau được tròn trịa 4 năm rồi. Đáng chú ý, ca sĩ Bảo Thy đã vô tình chia sẻ tính cách thật của ông xã rất nhây và lầy lội. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc phúc đến vợ chồng ca sĩ Bảo Thy luôn hạnh phúc và mãi bên nhau. Trước đó, Bảo Thy cũng chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật quý tử 2 tuổi. Trong buổi tiệc, ông xã của Bảo Thy là doanh nhân Phan Lĩnh cũng hiếm hoi lộ diện. Gia đình ba người chung khung ảnh vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Đặc biệt, con trai Bảo Thy trông hệt bản sao của bố mình, nhóc tì kháu khỉnh và hoạt bát. Cậu bé không chịu mặc đồ do mẹ chọn mà yêu thích sự thoải mái để chạy giỡn cùng bạn. Bảo Thy từng là một trong những ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 2010. Cô được khán giả yêu thích qua các ca khúc thuộc dòng nhạc teen pop và gắn với hình tượng kẹo ngọt đáng yêu. Giọng ca công chúa bong bóng từng là thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8X9X giai đoạn 2008-2011. Các sản phẩm âm nhạc, phim truyền hình có sự tham gia của cô đều được công chúng đón nhận nhiệt tình. Sau thời hoàng kim, Bảo Thy dần ít hoạt động âm nhạc. Tháng 11 năm 2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Những năm gần đây, nữ ca sĩ tập trung cho tổ ấm, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Bảo Thy từng chia sẻ ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là một cô công chúa ở đời thực. Cặp đôi thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ông xã còn là phó nháy tuyệt vời giúp vợ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Không những thế, Bảo Thy thường xuyên được chồng đại gia dành tặng những món quà đắt tiền, từ túi hiệu cho tới xa hơi hạng sang. Tháng 11 năm 2021, nữ ca sĩ hạ sinh quý tử đầu lòng tên thân mật là Victor. Từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, Bảo Thy dành thời gian lo cho con trai cưng. Cô tiết lộ mình được gia đình và ông xã chăm sóc vô cùng chu đáo, mỗi ngày đều được ăn món giàu dinh dưỡng tốt cho bản thân và em bé. Bảo Thy cũng cho biết khá kỹ lưỡng trong mọi vấn đề chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt cho quý tử. Nữ ca sĩ lựa chọn từng món đồ chơi, lên từng chế độ dinh dưỡng để con khỏe mạnh hơn. Chính công chúa bong bóng cũng thừa nhận mình khó tính trong vai trò phụ huynh. Làm dâu hào môn, Bảo Thy cho biết mọi thứ đều vui vẻ thoải mái, cuộc sống sang chảnh, được chồng yêu chiều như công chúa mà cô chia sẻ khiến khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ. Hàng ngày, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho việc chăm con, chăm sóc vườn rau, trang trí nhà cửa. Người đẹp còn được chồng đại gia cưng chiều, ông xã thường xuyên đưa cô đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, tặng xe sang, hàng hiệu đắt tiền. Trước những tranh cãi về việc ăn bám chồng đại gia, Bảo Thy khẳng định cô vẫn kinh doanh riêng, cộng thêm tài sản tích lũy từ nhiều năm đi hát nên độc lập kinh tế. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, việc lấy chồng giàu tôi không nghĩ đó là do may mắn. Khi còn độc thân, tôi đã cố gắng làm việc không ngừng. Với tôi, hôn nhân là kết quả của tình yêu đủ sự chín mùi, sự hòa hợp về tính cách, giá trị sống.